Chào các bạn nha. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là thay nhông vệ sinh vô dầu, thay nhông quơ nhông đảo các bạn. Thì cái quạt này thì nó vẫn còn chạy mà cũng như nó khô dầu với nó hư cái nhông quơ qua quơ lại là tôi kêu túc năng đó. Và hiện giờ thì cái quạt này nó còn chạy mà nó không 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 có đảo, không có quơ. Đây các bạn coi, cái quạt thì nó vẫn còn chạy mà nó không có quơ đó. Dưới nó hơi kêu đó, nghe kêu không đó. Giờ mình tiến hành, mình chỉ gã ra tiến hành thay cái quơ nó, cái đảo của nó, cái nhông của nó với vô dầu vệ sinh. Thì gồm có cái gì? Thì đầu tiên thì mình cần là có, khi gã ra mình cần có khoảng hai con rút nữa nè, để mình gã ra mình rút nó lại, đai nó lại cho nó chắc chắn. Rồi gồm có là vít, vít ba ke, vít dẹp và một cây cọ để vệ sinh với cây kìm để cắt khi cần. Còn với cây búa, khi mà nó không 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 mở ốc được, ác rồi ra được thì các bạn đục lối nó ra. Rồi cần có là chính là thay cái nhông này, cái quạt nó không quơ qua quơ lại, tức là nó đã hư cái nhông này, mình thay cái mới vô nghe các bạn. Đây thôi giờ mình tiến hành nha, các bạn coi làm theo nha. Này nó cũng dễ các bạn ơi, nếu mà ở nhà mà quạt của các bạn hư đó, quạt treo hay là quạt bàn gì cũng vậy, mà quạt treo thì nó đảo nó quơ ở trên đó là cái nhông của nó chịu chịu sức đó, chịu lực đó. Nó nặng gần bằng 2 với 3 cây, bằng ba cái lực nặng của cái quạt bàn ở dưới đó. Thì nó gục gịch là mình phải thay liền cái này liền luôn, thay mới luôn để cho nó an toàn. Rồi giờ đó là đây đó, bây giờ mình nó quá trời lâu ngày là nó không có ai vệ sinh vô dầu đó, thì sẵn mình tháo ra rồi mình gã ra mình vô dầu. Đây là cách các bạn ở nhà tự tự gỡ ra vô dầu y gan tôi vậy đó. Quạt nhà mình cũng tự gỡ ra mình vô dầu luôn, chứ vệ sinh luôn chứ không có cần phải đem thợ nha các bạn. Đầu tiên là nó có cái cục cục ca ba của nó nè, cục này là cục 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 để kích cho cái quạt nó chạy mạnh, yếu là do cái cục này. Đó. Mình gỡ ra, nó dính đây mình gỡ ra. Kế tiếp á mình gỡ ra cái đít của cái càng quà càng đảo nè, càng lừa nè. Mình gỡ ra. Đó. Rồi á mình dặn cái túc năng ra, cái nhông á. Dặn lấy cái nhông ra, cái nhông hư nè. Nó có ba con ốc nha các bạn, các bạn cứ dặn ra rồi là lấy ra. Đây các bạn biết không, khi mà motor nó chạy quá lực đó, lâu ngày quá đó, nó nóng nó sẽ hư cái nhông nè, nó quéo nè, thun nè, thấy không? Tức là cái nhông này nó bị hư rồi, nó thun gì nè, nó văng đạn vô đây rồi, rồi thử ra nó không có quơ nữa. Đó là đạn văng dính đây nè. Bây giờ mình tiến hành mình gỡ ra mình vệ sinh ha. Giờ đầu tiên á mình quét quét vòng ngoài cái. Khi các bạn quạt ở nhà cũng vậy, các bạn cứ gỡ ra rồi quét vòng ngoài cái vệ sinh cái cho sạch bụi bặm đồ. Tự làm luôn,
ở nhà mình mà quạt mà lâu ngày mà bị bụi bặm đồ cứ gỡ, các bạn cứ gỡ ra như vậy nè, vệ sinh vô dầu. Quạt này còn chạy nha, không có bị mòn cái gì hết trơn, chỉ có cái hư nhông à, hư cái nhông quay qua quay lại á. Bây giờ mình tiến hành mình gỡ ra để mình vô dầu. Mà các bạn nhìn đó, tôi chia sẻ cái cách mà vô dầu từ bên trong cái quạt á, nó chắc ăn hơn là các bạn vô ở ngoài, nó đủ dầu. Còn nếu mà cây quạt mà các bạn chỉ vô mé mé bên ngoài á, thì nó dầu nó vô dính có chút xíu rồi, chứ nó không đủ dầu để chạy. Với lại mỗi lần mình dở ra là mình quét tước ở trong luôn cho nó sạch sẽ. Này. Các bạn chú ý khi mà mình tháo ra bốn con ốc nền này rồi á, khi mà mình chú ý mình rút rút cái đầu này ra, thì trước khi mình gõ mình rút ra thì các bạn chú ý cái đầu dây cổ góp nè. Nè, đầu dây cổ góp cùng điện nè, nếu mà nó chắc chắn thì mình cứ kéo bình thường, còn nếu mà nó không chắc chắn mình phải lấy ngón tay mình chịu lại, để không thôi nó đứt đứt hết chân cùng điện luôn. Là mình không biết điều mình nói. Đây. Giờ mình gõ nhẹ nó ra. À. Rồi mình rút ra. Các bạn cứ nắm gì nha, nắm gì lắc nhẹ ra, kéo ra, kéo thẳng ra. Đó, từ từ kéo. Đó. Đó. Cuối cùng mình sẽ rút ra được cái gì. Rồi khi rút ra các bạn vệ sinh đi, mình vệ sinh ở bên trong này cho sạch sẽ bụi bặm, rồi mình kéo nhẹ nó lên, kéo nhẹ cái phần này lên chút xíu nè, nè kéo nhẹ lên chút xíu để mình vô cái vô dầu cái chỗ này. Đây. Vô dầu đầu cốt trước nha, rồi mình đưa vô lại đó, vì dầu bên trong nó mới chứa nhiều. Rồi xong xuôi mình mới dỡ cái này ra, quét vệ sinh nó luôn. Đó. Kế tiếp đó, mình quét vệ sinh cái đằng sau này. Rồi nếu mà mình muốn chắc chắn á, lâu ngày á, lâu ngày cái dây cổ góp này nè, thì nó chạy nó phải bị nóng, nó sẽ bị giòn. Thì mình có nãy tôi chia sẻ đó, là nó có hai cọng dây này mình để sẵn để mình rút lại, mình xỏ đằng mình đai tiếp luôn. Đây nó vô. À. Mình đây đó, ừ. Xỏ đây nó cho nó chắc chắn để thôi mình làm hồi nó đứt. À. Rồi mình đây chắc rồi đó, là mình cắt. Rồi giờ phần này cuối cùng là mình vệ sinh cái phần này. Chú ý khi các bạn lấy ra đó cuồng điện mình để đâu cho đó nhẹ nhàng, chứ đừng có để mà nó cắn mấy cái cạnh nhôm ha, hoặc là cắn cái gì ở dưới gạch hay gì. Lấy không có, nếu mình làm dưới gạch đó, thì mình lấy vải mình lót lên, chứ đừng để chày cái cuồng điện này nó sẽ bị va chạm. Đó. Giờ cái nòng bạc nè. Đó. Thấy không? Đó, giờ nó khô dầu trơn rồi, mình phải vô dầu. Vô dầu trong. Trong đây nó có cái bông chứa dầu nha các bạn. Thì vô dầu như vậy đó. Thì khi chạy á, cái dầu chất dầu nó tiết ra cái bạc. Thì nó sẽ làm cho mát cái bạc, nó sẽ trơn tru, nó chạy cho nó ngọt. Rồi bây giờ tiến hành là mình chuẩn bị mình gắn lại, mình vô dầu cái đầu cốt chót, cốt đuôi này. Thì bây giờ mình đưa cái ba vô lại, để cuồng điện y gan cũ lại, để ngay khuôn lại. Này.
giờ mình vô dầu cái phần này ghép lại. Các bạn chú ý nha, khi mà cái rotor mình đút vô cái cuộc điện nè, nó đút vô đừng có cho, nếu nó không có cho nó cà chạm cuộn dây nha. Đó. Nhẹ nhẹ vô rồi lắc lắc qua lại cho nó nhẹ cái bạc nặng đi vô. Đó. Vô đúng khuôn rồi thì mình nắm đây. Nắm chắc lại cái đầu motor, nắm chắc lại. Thì các bạn cứ lấy búa hoặc là gì đó, các bạn gõ nhẹ cái. Bạn cho nó nhóm cái bạc nó nhẹ lại gì nè. Đó. Rồi mình đặt ốc vô, mình siết bốn con ốc nền đó, mình sẽ siết lại. Bốn con bù lông nền này các bạn cứ siết cho nó thật chặt y an cũ nha các bạn, cứng vô, không có được quyền để lỏng. Nó là nền cố định của cuộn điện. Rồi bây giờ siết cứng vô á, là mình nếu mà mình thấy nó cốt nó còn bựa thì mình cứ gõ nhẹ cái để nằm luôn gì nè, gõ nhẹ trên cuộn điện cái nhẹ lại đó. Rồi xong xuôi á, các bạn cứ vô dầu đây nè, cái đầu cốt nè. Vô đằng sau cái. Đó. Rồi bây giờ cái tiếp là cái túc năng cái nhông quay nè. Cái nhông quay này mình thay mới ha. Đó, giờ các bạn chú ý nha, trong cái ba cái lỗ ốc này nè. Mình cứ để ngay vô, mình gắn vô là xài à. Đó, để ngay vô cái khuôn. Đó. Trước khi mà mình thay cái mới này vô á, là mình cũng phải cho dầu cho mỡ vô nha. Đây. Cho dầu vô. Đó. Cứ cua ngách đồ các bạn có cho dầu vô hết đó. Rồi bây giờ mình vô, để vô. Rồi ba con ốc của nó như vậy nè, thì các bạn cứ gắn vô y gan vậy, nó có ba cái lỗ ba con ốc rồi. Siết khoan hãy siết chặt nha các bạn, khi siết nhá vô một con đầu tiên á, là siết vừa tay thôi, đừng có siết. Đó. Cái này là cái ý nha, chia sẻ cho các bạn, cái này là cái ý, ai làm trong nghề thì cũng biết rồi. Đó. Người thợ nào cũng vậy trơn á, là khi mà siết vô á, là chưa có siết thiệt thọ hết là nền ốc á, là không có siết chặt, mà khi nào mà nó canh chuẩn rồi á, là siết chặt đó. Rồi bây giờ là chưa có chặt nha các bạn. Rồi giờ bên cái trái của cái con một con ốc một à, cái lỗ ốc nè. Cái ngón tay mình các bạn cứ gõ nhẹ nhẹ lắng qua. Dòm cái nhông nó thăng bằng giữa cái nền ở trên nè, giữa cái nền mặt ở trên hai bên nè. Thì các bạn thăng bằng chắc chắn rồi á, thì các bạn cứ siết lại, siết chặt luôn. Tại vì keo quá nó quơ nặng lắm, chục chịch là không có, các bạn không có sửa được, chỉ có nước là các bạn phải thay cái nhông mới luôn. Bây giờ cái chỗ này nè, hồi nãy nó gắp cái cục này nè, bây giờ mình dẫn cái con ốc mới này ra của cái hộp nhông này nè, mình gắp lại cái cục ta ba của nó. Nhưng mà các bạn chú ý là cây quạt tốt, cây quạt xịn
nó mới có cái cục K3 nó nằm trên đầu. Còn mấy cây quạt mà chẳng hạn như là quạt dởm, bây giờ quạt dởm tràn lan, quạt mà mua bịch xà bông nó tặng được cái quạt á, là quạt đó các bạn đừng có xài, có xài tạm chơi vậy chứ nó không có mạnh, với lại nó không có bền, nó dễ bị mọt ăn đó. Mọt ăn là cái nhôm lâu ngày nó mọt ra rồi nó bắt đầu nó đứt ngang rụng lên đó, là nó nín hình lên đó. Nó giờ cái phần mình thay cái này đã xong rồi nè, nè cứng rồi nè, thấy không? Ừ, cứng rồi nè. Rồi giờ mình gáp vô, còn lại mình gáp cái cần nó vô, cứ bẻ ngay nó vô rồi mình dặn ốc vô. Dụ như ti mình không có làm thợ thiệt, nhưng mà ở nhà mình có quạt á, các bạn cứ coi như tôi làm như vậy nè, thì các bạn tự mua đồ về các bạn thay hay hoặc là vệ sinh, nhưng mà nhớ cẩn thận nha, cái cuộn điện này tháo ra tháo vô phải cẩn thận đó, nhớ ngay chỗ mà cái đầu dây cổ góp mà nó đai cuộn điện này nè, nếu mà nó đứt ra thì các bạn khi tháo ra phải lấy ngón tay đè giữ cái chỗ đó, lặn các bạn rút ra, nếu không các bạn cứ kéo ra đại ha, thì nó sẽ đứt nha, đứt là bỏ luôn cây quạt đó. Rồi bây giờ mình thay rồi, tạm thời mình thay rồi đó, bây giờ mình test thử coi nó quay ngon không. Ừ, coi coi nó quay ngon không nhé các bạn. Rồi đây, chạy ra nè, đó thấy không, đồ mới đưa vô là nó hoạt động ngọt liền đó. Mình vô dầu nè, im ghe nè, không có tiếng động luôn. Đó. Này là quạt treo nha. Đó. Rồi, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị gấp vô. Các bạn chú ý nha, khi mà cái con ốc mà là xiết cái gáo này nè, khi nào mà các bạn đã xiết vô rồi mà khi khi mà các bạn khởi động cái quạt không chạy như gì này ha, là chưa có gắn cánh đồ vô đó mà nó kêu gồ 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 hoặc là nó cứng nhắc nó chạy không nổi đó, là con ốc là do các bạn xiết nó đôn vô cây cốt, thì các bạn có nhả ra ha, hoặc là kiếm con ốc cục hơn để xiết con cái gáo này vô đó. Rồi giờ mình đóng cái nút này vô rồi. Bây giờ mình test lại cái nữa nha các bạn. Coi nó có bị kêu bị gì không nha. Đây. Đó. Như vậy là chỉnh nha. Đó. Đảo tốt luôn, không bị rớt đầu và rất là ngọt luôn. Đó. Giờ giật đứng lên nè, đó. Rồi như vậy là mình đã tiến hành vệ sinh vô dầu và thay cái nhông quơ nha các bạn. Nếu các bạn thấy kinh của anh thợ ve chai mà nó có hữu ích và hay, làm theo được thì các bạn cứ bấm like và đăng ký ủng hộ mình nha, để có động lực làm thêm. Mến chào các bạn.